chào quý vị, các bạn đang đến với chương trình Thực Khách Bá Đạo Ứng Tác Hát Não. Hello, ngày hôm nay Duy Thanh Toàn và La Thành đã trở lại gặp gỡ tất cả quý vị. Và chúng tôi đang rất nóng lòng chờ đợi những thử thách. Và đặc biệt là chờ đợi khách mời em Thành hả? Em chờ đợi thôi chứ anh chỉ chờ khách tới để anh hành hạ. Anh thích cái cảm giác này đó. Thật ra đó là những cái điều mà để tạo nên sự bá đạo từ khách mời đến với chương trình Thực Khách Bá Đạo. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên MyLip. Đây là một cái ứng dụng mà một cái nền tảng để đăng tải những video clip. Và nếu anh Thành mà có những video clip nào hay ho về chương trình cũng như clip về đời sống, anh có thể đăng tải lên đây rồi mình chia sẻ, mình like để tạo tương tác với tất cả mọi người nha. Còn một người nữa chúng ta phải giới thiệu, đó chính là đạo diễn Nicole, người sẽ đặt ra cho chúng tôi tất cả những thử thách ngày hôm nay ạ. Xin chào anh Nico. Em không biết là ngày hôm nay anh sẽ tạo cho em những thử thách gì ạ? Xin chào mọi người. Thì thử thách hôm nay đặt ra là Vàng sẽ đóng vai một đầu bếp khó tính thằng khách hàng, và anh La Thành sẽ đóng vai một người phục vụ rất là nâng niu khách mời của chúng ta. Cái bối cảnh hôm nay xảy ra trong một cái quán ăn đang rất là ế khách và chờ cái vị khách mời của mình tới. Sẽ cứu rỗi cái quán này bằng cái tài năng của mình. Và cứu rỗi bằng cách nào thì mọi người hãy chờ coi nha. Còn chờ đợi gì nữa? Với những gì chúng tôi bày biện ở đây sẵn sàng để chào đón khách mời ngày hôm nay. Trời ơi em đang giờ tự nhiên mấy anh cho em ngồi đợi xong rồi giờ mấy anh xong rồi đây em không biết gì xảy ra luôn anh. Thiệt em nói thiệt với khán giả là chương trình này rất là bất ngờ, em không biết gì xảy ra hết. Dạ em chỉ biết là em sẽ làm một thực khách cho một quán ăn, trong đó sẽ có hai nghệ sĩ. Và lúc đó thì em sẽ tùy cơ hứng biến em diễn với các nghệ sĩ. Nhưng mà tới bây giờ em vẫn không biết gì hết trơn á. U là trời, cái này là cái đèn live stream hả? Cái này là cái gì anh? Em khám phá hả? Ok ok. Cái bộ đồ nghề là cái chân đèn. Anh đánh đèn hay sao anh? Cái này là qua TikTok chắc luôn mọi người ơi, biến hình đúng không mọi người? Trời ơi, bây giờ mà kêu em biến hình là em xỉu nha, đừng cho em biến hình nha. Trời ơi, khách đau tôi nè. Ủa, đây. Ngủ hoài. Ông chủ thông cảm đi ông chủ, trời ơi. Trời xanh gió mát, khách thì không có. Không rảnh không ngủ chứ làm cái gì ông chủ. Ủa, tôi trả lương cho hai người để ngủ hả? Thật sự không muốn ngủ cũng phải ngủ, thật sự gian quán gì mà vắng quá vắng. Cái bối cảnh này mà không ngủ nó phí lắm ông chủ. Thật sự quán không có khách mình phải tìm cách gì có khách chứ đâu phải trả lương vô cái ngủ không có khách là ngủ, không có khách là ngủ. Ông chủ ơi, em đã từng đi ra ngoài ngoắt khách cả chục lần. Em đã bị họ cảnh cáo không được ngoắt khách nữa rồi. Ủa, anh là phục vụ chứ anh phải là con mèo đúng không? Anh phục vụ với nhiệm vụ là làm cho tốt thì tự nhiên có khách. Quán không có khách là do anh phục vụ không tốt. Còn anh là gì? Anh là đầu bếp đúng không? Quán không có khách là do anh nấu chưa ngon. Trời. Ông chủ nói vậy là chẳng khác nào ông nói là tụi tôi làm việc không đúng trách nhiệm. Ủa, ngộ nghĩnh vậy? Tôi là đầu bếp, là nhiệm vụ của tôi là nấu ăn. Tôi chỉ lo nấu ăn thôi, nấu ăn là tôi chắc chắn là nấu ăn ngon. Còn chuyện mà phục vụ, nhiều khi nó phục vụ cà rỡn. Mày là chuyên gia phục vụ cà rỡn. Tào lao. Ông chủ nói về cái mảng phục vụ khách, chiều lòng khách em chưa bao giờ làm mọi người thất vọng hết. Mình đừng có nói nữa, vậy mà sao? Hôm nay nè, tôi đã tìm được cái cách cứu rỗi của quán mình rồi. Cách gì vậy ông chủ? Thì bây giờ trên mạng có mấy cái người nổi tiếng gọi là TikToker. Đó, mấy cái người đó đi tới quán nào review là quán đó sẽ đông. Ông chủ ơi, ở những cuộc họp thường niên quán trước em đã định đề xuất với ông chủ cái biện pháp này rồi, nhưng mà em chưa có tiện nói. Bây giờ ông chủ nói là em đồng ý liền. Cái dạng TikTok mới trên mạng bây giờ ok lắm, mấy cái người TikTok nha, mà mấy cái người mà thứ dữ nha, đi tới đâu là quán đông khùng điên. Không có ai mà làm mấy cái chuyện rảnh rang vậy chứ. Cái quán ăn mà muốn ngon là phải có đầu bếp ngon, đúng chưa? Mà đầu bếp tôi nấu là món nào ngon món đó tôi đảm bảo. Còn mà cái chuyện phục vụ, nếu mà phục vụ tốt nữa, chỉ cần người đầu bếp tốt, cái thằng phục vụ tốt nữa là đảm bảo quán đông khách chứ mắc mớ gì mà phải. Nó chẳng khác nào, nói gì chẳng khác nào, ông đuổi hai tôi chung xà rồi đi. Đó là cái tư duy hồi xưa, đó là cái tư duy ngày xưa bạn ơi. Tôi nói cho ông nghe nè, bây giờ ông có nấu ngon bằng trời mà ông ở trong rừng, người ta có biết chỗ ăn không? Không biết là phải nhờ những người TikTok đâu, hiểu không? Người ta mới chỉ ở quẹo phải, quẹo trái. Ở tới nhà ba, quẹo phải, quẹo trái, người ta mới biết cái chỗ đó, hiểu không? Vậy là bưng ông TikTok đó tới đi mà có chuyện gì xảy ra là tự chịu trách nhiệm nha. Trời ơi, ông chủ chịu trách nhiệm chứ tôi chịu gì.
khoảng 10 phút nữa là người ta tới. Mà bây giờ tôi phải có công chuyện đi. Thì tôi nhờ hai người tôi lại hai người tiếp đón người ta, đem đồ ăn ra, làm cho đẹp mắt để người ta quay lên cho cái quán mình có người tới nha. Dạ lại hai người nha. Dạ ông chủ cứ đi công việc đi. Dạ. Dạ dạ để xem người ta cho đàng hoàng nha. Dạ dạ ông chủ đi. Dạ ông chủ đi mạnh khỏe. Dạ dạ dạ. Đó, dạ đó thời tới trời ơi tôi sẽ không còn ở không nữa, tôi sẽ được làm việc, tôi sẽ được phục vụ khách, khách sẽ tràn lan khắp nơi, khách ngồi đây khách ngồi kia, khách ngồi trên đầu kia. Trời ơi tuyệt vời quá đi, tuyệt vời quá hả? Lấy điện thoại ra lướt lên mở ứng dụng Speakable lên nó tìm bạn gái nói chuyện đi, cái quán này cuối cùng có ai vô cũng ế như không à. Chị bắp. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Dạ anh đang muốn gì anh? Dạ để dạ, phục vụ anh ạ. Ở đây có chả nguyên trái châu không anh? Cái gì? Chả nguyên trái châu á. Chả. Ở đây có cherry phúc bồng tử chứ chả ở đây có chả gì? Ê! Cái gì mày? Biết nãy gì không? Nãy gì ạ? Chân mái. Ừ. Cái đèn lại gặp rồi. Gặp gì anh? Khách gôn chủ. Thích làm TikToker không? Em chơi top. Là thằng cô hồn này là không thằng quay clip hả đúng không? Cái app mà TikToker đúng không? Chứ quên chịu top. Top. Dạ anh. Cho bàn ý riêng cái. Nó mới kêu gì chả quyên tái châu quế lầu vậy, thằng này nó biết review không á? À là mấy cái món mà mấy người sang chảnh hay ăn đó anh. Anh không biết hả? Dạ đại loại như nó là nguyên liệu gì ở trong vậy anh? Thì chả quyên chả làm từ quyên, còn quế lầu thì làm từ quế lầu, còn tái châu thì con thịt châu tái đó. Đẳng cấp. Không còn gì để nói về cái người này. Nghe là chỉ muốn nhào vô ăn những món đó thôi, bất cần biết món đó như thế nào. Trời dưới quê em ngon lắm anh ơi. Dạ dạ. Tôi dạ thấy em gắn tụi đây dạ. anh cần gì dạ. Có người dặn hết rồi dạ. Dạ bây giờ mình gắn anh cứ chỉ em gắn. Sao đây chu đáo vậy anh? Dạ trời ơi anh ơi, anh biết em mà trời ơi. Rồi gắn nha. Gắn cho được nha. Đây đó. Tôi thấy cái nết này vô đây là đó. Thôi qua đây ngồi nè anh, ánh sáng nó đẹp xíu. Dạ trời ơi chuyên nghiệp. Dạ thôi bây giờ mình vô thẳng vấn đề đi, mình đừng đi vòng vòng nữa. À thật sự thì dạ quán em thì anh cũng biết rồi, là tình hình hiện tại thì anh nhìn cũng nhìn đi. Dạ. Dạ rất vắng ạ. À. Ông thấy đông mà. Ôi hello anh. Anh thấy quán mình đông mà, sao nói vắng vậy? Trời vui quá vậy trời. Không quán mình đông lắm. Em thấy nãy giờ quá khách nó vô ngồi đó vui quá trời vui. Trời chị có chị đó ăn ngồi chơi kìa chị. Hello chị. Dạ em chào chị. Dạ có. Bé ơi, là em chơi theo cái hệ nào trên TikTok? À em chơi theo hệ tâm linh đó anh. À dạ thì bây giờ ạ, dạ anh có một cái hình thức nào gọi là trong cái nghề nghiệp của mình anh có thể thu hút đến khách đến với quán em được không anh? Thôi giờ về đi rồi nói review được gì đó thì tôi đem món ra cho review. À đã, dạ anh làm ơn giúp đỡ nâng đỡ. Ok anh, trời em là hay giúp người lắm anh, tính em tốt mà anh. Đây món đầu tiên. Dạ. Cái gì thái độ gì kỳ vậy trời? Khách của ông chủ đó. Dạ anh, dạ đây giới thiệu đi món gì? Đồ bếp không giới thiệu. Từ. À, cái này là pizza. À kéo theo mà em biết được hình như đây là pizza lạnh đúng không anh? Mà đợt trước em ăn em cho nhà hàng này 1 sao mất tiêu rồi. Thì cái em ăn món này làm cho 1 sao. Ủa là vị khách duy nhất mà cho 1 sao là anh luôn đó hả? Wow. Trời sao mình có duyên vậy? Thôi, ê có cái cày không? Tình cờ gặp lại, ê tao lấy cái ghế được không mày? Trời anh ơi, tụi em kiểu như vậy bị ông chủ chửi hoài là nhờ cái 1 sao của anh luôn đó hả? Vị khách đầu tiên. Ủa là em đó hả? Trời em không ngờ luôn, có duyên quá. Trời bắt tay cái nè. Trời ơi có duyên quá bắt. Cái này sẽ phải trao cho Dương miệng quá. Ủa anh ơi, vậy bây giờ anh có thể giúp mình khắc phục những cái vấn đề được không anh? Bắt đầu công việc đi anh. Dạ. Bắt đầu nha. Dạ dạ. Hello chào mọi người, mình là Vinh Gấu. Trời ơi, hôm nay mình ghé được cái quán này, quán tên gì ạ? Dạ thực khách bá đạo anh. Dạ thực khách bá đạo. Dạ thực khách bá đạo. Không sao, mấy cái này em cắt được. Dạ. Kéo eo mà, trời nó khùng nó điên. À là cái gì mình bị lỗi sai là mình cắt hết được. Ê khoan. Nhưng mà cái này phải nói. Dạ. Cái này là ông chủ ông nói là muốn có khách liền, thấy khách liền thì mới có chất lượng. Chứ mà review kiểu này làm sao được? Anh yên tâm đi, em nói sao nói họ đưa lên là nó. Trời ơi, nó nói gì sao tin nó được? Nói nghe nè, người ta quay cái này xong, người ta up lên trên mạng, rồi thí dụ mấy người trên mạng họ rảnh họ lên coi thì họ mới biết cái quán này, họ mới vô ăn ông nội. Ông nội ở đâu có liền ông nội. Ông không lại chim. Quê quá, để người ta làm cái gì người ta. Dạ anh mời anh. Dạ, đầu mối đầu tiên anh. Dạ. Thí dụ livestream đi mà lỡ em ăn em có ói ra thì em sao em cắt cảnh nó được anh?
phải nghĩ tới chuyện đó chứ. Dạ em biết mà anh, tất cả mọi chuyện dạ nó đều có thể giải quyết được hết. Trời ơi à. Dạ mà ôm tôi đi đừng vô. Hello mọi người, mình là Vinh Gấu. Trời ơi, hôm nay mình ghé cái quán quán thực khách bá đạo. Xin lỗi, cái đó mình cắt tao không sao. Quán thực khách bá đạo mà mình vừa thấy một cái món rất là ngon. Trời ơi, tao nói nó thơm ơi là thơm, nó ngon là ngon là ngon. Không thơm không? Thơm không? Thơm không? Thơm không? Thơm lừng luôn á. Wow, món gì mà thơm dữ vậy? Trời ơi, món gì mà ngon thế? Trời ơi, tao nói nó thơm, anh ăn được không vậy? Dạ anh ơi, dạ cái miếng này mới ăn không được nè anh, và còn cái bánh của tụi em là làm ăn được. Cái bàn này mà thôi. Anh ơi, bây giờ em nói anh nghe nè, anh mình đừng dắt gì hết, mình cứ làm thôi anh nha. Tao tức nó lắm rồi đó nha. Là làm sao mà làm coi được. Biết rồi. Thôi thì mình review cái này đi, tại cái này mua ngoài tiệm. Anh chưa review gì cái món này luôn á anh ơi. Không mà mình thấy cái này nó an toàn hơn. Hello mọi người, mình là Vinh Gấu. Trời ơi, hôm nay mình rất là vui khi mình được đến với quán ăn là thực khách bá đạo. Các bạn ơi, các bạn có thấy những chiếc donut trên tay mình không? Trời ơi, tao nói nó thơm, mà nó thơm dễ sợ, mà nó ngon dễ sợ mọi người ơi. Để mình cắn thử một miếng nha. Trời ơi, nó ngon như là bánh donut vậy mấy bạn. Ăn mà thấy không giống như bánh tiêu luôn á. Tuyệt vời. Ôi, anh thì ok quá. Trời ơi, mọi người nhớ mua nha. Chỉ 25 ngàn một cái thôi. Combo 60 cái thì bao nhiêu? Ủa lộn, 60 ngàn thì bao nhiêu cái? 3 cái. À, 60 ngàn 3 cái. Còn 25 ngàn một cái. Mọi người ơi nhớ mua 3 cái cho rẻ nha. Chứ ủng hộ quán thực khách bá đạo cùng hai bạn nhân viên dễ thương này nha. Dạ hello. Bye bye mọi người, mình ăn tiếp đây. Rồi sao? Rồi xong được clip rồi. Mà cậu sếp mới nhắn tin là chuyển tiền rồi nha. Chuyển tiền hết rồi đó, vô tài khoản rồi đó nha. Để đây, ok, xíu tôi chết rồi. Dạ dạ, thì bây giờ là mình up lên luôn. Ok nha, bây giờ dạ, là edit nha. Dạ rồi. Rồi xong rồi đó. Dạ bóp ra, ok. Rồi rồi, dạ món. Thì thôi, đơn giản. Dạ bây giờ dạ, tới món này đi anh. Dạ. Gà này là gà nhập khẩu. Đang quan nhập khẩu về tôi bứt từng cộng lông một. Chứ không phải đơn giản, đều có con gà này sao nó cậu bình thường được. Dạ. Khó quá vậy. Nhưng mà anh phải nói sao cho người ta nghĩ là chỉ có quán này bán được cái món gà chiên thì thôi được không anh? Anh nói giúp em được không? Ok. Dạ, dạ. Rồi review đi. Rồi. Hello mọi người, mình là Vinh Gấu. Trời ơi, hôm nay là ngày thứ hai mình đến với quán này rồi. Nhưng mà mình vẫn mặc một bộ đồ này. Tại vì mình lười thay đồ, mình lười tắm đó, chứ không có gì hết trơn, đừng để ý nha. Hôm nay mình sẽ review món món tên gì ta? Cái tên rất là khó nhớ, cái tên gì? Cánh thiên nga hoàng kim chiên xù. Trời ơi, cái này bên Nga nha mọi người, nhập từ bên Nga về nha. Rất là ngon, rất là thơm, rất là giòn. Nghe nói là chủ phải bắt tiền phải bắt máy bay đi qua bên Nga đó. Xong rồi lợi mấy cái hồ thiên nga bắt rất là khó mới bắt được một con. Thiên nga rất là khó bẫy nha mọi người ơi, bẫy được một con thiên nga là rất là khó. Bắt về đây xong á rồi mới chặt cái cánh nó ra, xong rồi cái nhổ từng cọng lông rồi mới đem chiên xù rồi sốt hoàng kim lên. Hình như trên đây có giác vàng nữa mọi người ơi. Cho nên món này rất ngon, rất quý. Anh há cái bản họng ra nhét gà vô anh ăn cho tao tin không? Chứ không tao không tin. Anh há ăn đớp đớp miếng đớp. Ngon lắm, tôi nấu cái món nó ngon lắm. Nấu 3 ngày 3 đêm luôn mà. Ok, em sẽ ngon miệng nha. Trời ơi, tao nói mới cầm lên một miếng thôi là mình xìu xuống rồi. Tại vì mình đã đổ trước em nó mất tiêu rồi. Ngon lắm mọi người ơi. Thơm lắm, để mình cắn một miếng nha. Trời nó bị xỉn hay gì mà nó rung dữ vậy? Người ta đang cảm giác. Từ má, từ người ta đang làm chứ. Các bạn thấy mình rung không ạ? Trời nó giòn, nó gụm, nó giòn tan, nó làm tan. Nhưng mà mình rung lên thì sung sướng đó mọi người. Rất ngon. Thơm ngon quá, trời ơi. Thôi bye bye mọi người nha, mình ăn tiếp nha. Mọi người nhớ đến quán thực khách bá đạo, ủng hộ quán và hai anh nhân viên dễ thương nha. Dạ, còn một cái review nữa là trái cây nhà trồng, trái cây vườn. Cái gì? Trái cây vườn, dẹp vậy đi. Dạ, dạ, dạ. Ơi. Ủa mà cái vườn nào mà trồng được trái này hay vậy? Không, cái trái này không có trồng. Cái trái này từ xi măng làm ra đó. Ba không à, nói chuyện cho đàng hoàng. Cái cây nào mà không từ trong vườn đem ra? Dạ. Nhưng mà vườn nào? Đây Việt Nam mà vườn dạ, nào trồng được trái này? Vườn nhà em. À vườn ba đúng không? Dạ vườn ba em, vườn của ba dạ. Nhưng mà bây giờ anh đừng nói cái này là từ vườn của ba. Anh lấy cái này từ vườn địa đàng hay là cái vườn nào mà anh biết mà anh nói cho người ta cảm giác như trời ơi, cái trái này giống như trái đầu tiên ở trong phim mà phần trái đầu tiên á, anh hiểu không? Cái quý hiếm là chỉ có ở đây có thôi, anh nói giùm em được không anh? 1000 năm có một trái. À 1000 năm có một trái hả? Nói gì đi. Không nói vừa vừa thôi, 1000 năm có một trái là đâu có được. Anh nói vừa vừa cho nó hấp dẫn là được rồi anh. Dạ. Dạ. Là 1000 trái trong năm.
Dạ anh muốn nói sao được. Dạ anh nói giúp em vậy. À, 1000 trái trong năm hay 1500 trái cũng được. Dạ bây giờ anh nói là một cái dạng như nó quý hiếm mà nó khó có lắm anh. À không có mua được. Chỉ có quán này mới ăn được. Chỉ có quán này mới có. Đúng. Vô nha. Vô đi. Ừ, nãy giờ được có ra. Thấy cái mặt hơi khó chịu là thấy hết muốn review rồi. Giấu cái mặt tao đi được chưa rồi đó, rồi review đi. Rồi. Dạ. Không mà tôi thấy là tôi hết muốn quay nữa. Dạ sao vậy anh? Cái bạn nó hơi khó chịu. Không, tại vì cái này thái độ anh, cái kiểu như hoàn cảnh quy định thôi chứ ở ngoài dễ thương lắm. Dạ. À. Mời anh ngồi đi. À đứng em khớp quá quay cũng được. Ngồi đi. Ăn bánh đi, bánh nhà mình làm là ăn đi. Trời, tôi ăn, mời cậu quay xong cậu đi về giùm cho. Nhưng mà ăn đi. Bánh nhà mình làm mà ăn đi cho người ta vui. Ăn cái pizza kìa. Ủa, bánh nhà mình làm đồ ngon mà sao mình không ăn? Dạ thôi, để em. Dạ để em, dạ em mà. Dạ bây giờ thí dụ bên đó không ăn thì em ăn. Có giao nửa cái đúng không anh? Nửa cái là mình nói. Ok nha. Dạ. Ok, dạ. Ok. Rồi. Không biết cứ review cái mận nha. Dạ anh muốn review cái gì cũng được. Dạ mận với lại táo là đặc sản của quán em. Dạ. Kể từ lúc nó bước vô tao hết tức mày luôn á Thành. Tức nó không có Thành. Lọt tiếng mà nó hoài. Người ta đang quay lọt tiếng mà nó hoài làm bèm làm bèm. Thiệt á, mình đâu có điếc đâu mọi người. Dạ không. Nhỏ nữa nó hoài để tao làm tiếng. Dạ. Mình đâu có điếc đâu, mình vẫn nghe mà. Dạ, không nghe hết đó. Nhưng mà tại vì mình đang giữ hình tượng keo eo. Dạ. Giữ hình tượng nhưng mình không có nói gì hết á. Dạ dạ rồi dạ. Ok. Rồi, vô. Hello, chào mọi người. Trời ơi mọi người ơi, hôm nay thì mình mới ghé quán thực khách bá đạo ngày thứ 3. Biết sao hôm nay mình vẫn mặc là đồ cũ không? Tại vì biết sao không? Mình hay thích là mặc những bộ đồ mà kiểu mà đẹp như thế này nè. Mà mình ăn ở một cái quán nào ngon á thì mình sẽ mặc hoài luôn á. Tại vì để cho nó giữ cái ấn tượng như là lúc ban đầu. Đúng. Ừ đó. Lúc nào cũng giữ những ấn tượng ban đầu, cho nên hôm nay cái ngày thứ 3 là cái ngày cuối cùng mình tới đây, cho nên mình sẽ review một cái món mà trời tao nói